Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Vinh danh Chúa. Khi ấy Chúa Giêsu đang giảng cho dân chúng, thì từ giữa đám dân chúng có một phụ nữ cất tiếng nói rằng: Phúc cho dạ đã cưu mang thầy và vú đã cho thầy bú. Nhưng người phán rằng: Nhưng ai nghe và giữ lời Thiên Chúa thì có phúc hơn. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Trong kinh cầu Đức Bà có một lời mà chúng ta thấy hôm nay bài đọc một gợi lên: Đức Bà là hòm bia Thiên Chúa vậy, cầu cho chúng con. Hình ảnh của hòm bia Thiên Chúa mà ngày xưa vua David cho cung nghinh để tán tạ danh Chúa, để ngợi khen danh Chúa, là hình ảnh của Đức Trinh Nữ Maria. Cho nên sau này khi Hội Thánh nhìn lại, Hội Thánh tuyên xưng Đức Mẹ như hòm bia của Thiên Chúa. Bởi ngày xưa chiếc hòm được Chúa dạy ông Môi-se làm nên nó để làm chi anh chị em? Để chứa đựng giao ước của Chúa bên trong chiếc hòm ấy. Và giao ước đó Chúa ban từ trời xuống để khắc 10 điều răn của Chúa. 10 điều răn Chúa ban để lập thành giao ước được khắc trên hai bia đá. Và hai bia đá ấy lại được chứa đựng trong hòm bia. Bản thân cái hòm nó không quan trọng bằng cái nó chứa đựng bên trong. Chính là 10 điều răn của Chúa được khắc trên tấm bia, và chiếc hòm đựng tấm bia ấy được gọi là hòm bia. Và đó là hình ảnh của Đức Maria khi người cưu mang chính con Thiên Chúa trong lòng dạ mình. Người cưu mang chính con Thiên Chúa không chỉ bằng thể lý là nơi lòng dạ mà thôi, mà Đức Mẹ còn mang chính Chúa Giêsu con Thiên Chúa nơi tâm trí mình, nơi cuộc đời mình. Có thể nói là từ ngày Chúa Kitô xuất hiện trên trần thế, dù là còn trong lòng mẹ hay đã ra khỏi lòng mẹ, thì Đức Trinh Nữ Maria đã sống với con mình từng giây phút, luôn luôn sống với con trong tâm trí và trong cõi hồn, trong sự thờ phượng mà mình dành cho con của mình cũng là Thiên Chúa của mình. Cho nên lòng dạ của mẹ, tâm hồn của mẹ, đức tin của mẹ mang Chúa Giêsu trong cuộc đời. Hội Thánh nhìn nhận hình ảnh ấy là hình ảnh của chiếc hòm bia. Thành ra chiếc hòm bia là một sự tiên trưng để báo trước việc mà ngày sau Đức Trinh Nữ Maria mang lấy Chúa Giêsu con của người. Chúa Giêsu nhập thể làm người, mang lấy một thân xác, không phải một thân xác của bất kỳ ai, nhưng thân xác đó lại được tái tạo từ tế bào của Đức Maria. Nói cho đúng, ngày Chúa tạo dựng thì Chúa tạo dựng thân xác con người. Đến khi Chúa muốn làm người thì Chúa lại mượn lấy nơi thân xác của một con người tế bào để hình thành chính mình, và mặc lấy thân xác ấy, mặc lấy nơi tế bào ấy để trở thành một thân xác cho mình. Như vậy, nơi Chúa Giêsu vừa là một thể xác lấy từ Đức Trinh Nữ Maria, vừa là từ nơi chính bản tính của người, là bản tính Thiên Chúa muôn đời. Đức Trinh Nữ Maria đã trao tặng Chúa Con, cũng là Chúa của mình nhưng lại là con của mình, một tế bào để trở thành thể xác, để trở thành con người, để trở thành Thiên Chúa nhập thể, để trở thành Thiên Chúa khoác lấy, mặc lấy thân xác con người ở giữa loài người. Đức Trinh Nữ Maria đẹp như hòm bia Thiên Chúa vậy. Bởi ngày xưa hòm chứa đựng bia giao ước, thì ngày nay
chính Chúa Kitô là giao ước đời đời của nhân loại. Chính Chúa Kitô đã hiến mình để ký giao ước ấy bằng máu của người. Đức Mẹ đã cưu mang Con Thiên Chúa, đã cưu mang bia giao ước đời đời chính Chúa Kitô nơi lòng dạ, nơi tâm hồn và trong đức tin của chính mình. Anh chị em thân mến, ngày hôm nay chúng ta mừng lễ vọng để Đức Mẹ hồn xác lên trời. Hội Thánh lại cho chúng ta suy niệm đoạn tin mừng rất ngắn nhưng rất đầy đủ ý nghĩa. Khi một phụ nữ nhìn thấy sự đạo đức, sự thánh thiện, nhìn thấy sự diệu kỳ của Chúa Giêsu thể hiện nơi trần thế mà bà có thể và mọi người đều có thể nhận ra, thì bà thốt lên rằng: Lạy Thầy, phúc cho dạ đã cưu mang Thầy, phúc cho vú đã cho Thầy bú. Người phụ nữ muốn nhắc tới Đức Trinh Nữ Maria, muốn nhắc tới người mẹ đã sanh ra Chúa Giêsu, phúc cho một người mẹ đã sinh ra một người con như thế này. Thế nhưng bà đã không nói thẳng là phúc cho mẹ của Thầy, nhưng phúc cho Đấng đã trao ban cho Thầy tất cả thể xác của con người ấy để Thầy có như ngày hôm nay. Và Chúa Giêsu đã hướng tất cả người nghe về một điều duy nhất: những người nghe lời Chúa còn có phúc hơn. Ai lắng nghe lời Chúa cho bằng Đức Trinh Nữ Maria? Một đời Đức Mẹ đã sống với ơn Thánh Chúa, một đời Đức Mẹ đã kết hợp với Chúa, tất cả mọi sự đều không qua được thánh ý và lời Thiên Chúa phán. Cho nên thưa anh chị em, hôm nay chúng ta lắng nghe Chúa Giêsu dạy, lắng nghe lời Chúa để chúng ta được chúc phúc như Đức Mẹ đã được chúc phúc vậy, thì chúng ta mang lấy lời của Chúa trong tâm tư mình, trong cõi đời mình, để chúng ta mỗi một lần phản ứng là phản ứng với lời Chúa, mỗi một lần sống là sống với lời Chúa, mỗi một lần tương quan của mình với anh chị em là tương quan với lời Chúa. Đừng quên điều này. Bởi nếu chúng ta lắng nghe lời Chúa thường xuyên mà mình không để cho lời nào của Chúa động lại trong tâm hồn mình hết á, chúng ta là một kẻ vô cùng uổng phí, là một kẻ chẳng những như thế mà có khi còn xúc phạm vì mình rẽ rúng lời Thiên Chúa mình. Ít nhất trong cuộc đời này, mình sống giữa đời này, ít nhất một hai câu lời Chúa mình phải thuộc chứ. Chẳng lẽ mình không thuộc câu nào? Chẳng lẽ như hôm nay này, bài tin mừng bảo rằng Chúa Giêsu nói là những ai nghe lời Chúa thì có phúc hơn. Ngắn như thế, chả lẽ ta không mang lấy nó trong lòng ta được, ta chả nhớ được nó sao? Một lời Chúa chẳng hạn như phúc cho những người nghèo khó vì nước trời là của họ. Hay lời nào đó Chúa Giêsu dạy: các con hãy yêu như Thầy yêu các con. Chúa Giêsu bảo rằng hãy học cùng ta vì ta hiền lành và khiêm nhường trong lòng. Hay như kinh lạy cha cũng chính là lời Chúa dạy chúng ta. Khi chúng ta thốt lên: chúng con muốn cho ý cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Một lời nào đó chúng ta mang trong lòng mình như kim chỉ nam, như đường lối hướng dẫn, như địa bàn để giúp cho chúng ta lo cho đời sống của mình, nó trở thành cái cốt lõi cho đời sống chúng ta. Mỗi lần mà đi vào rừng, những người đi vào rừng phải cầm cái la bàn trên tay. Cái la bàn đó nó sẽ chỉ đường, nó sẽ dẫn lối đâu là hướng đông, đâu là hướng nam, đâu là hướng bắc, đâu là hướng tây cho người đi rừng không bị lạc. Tôi nghĩ rằng chiếc la bàn ấy chính là lời Chúa cho người Kitô hữu của chúng ta. Giữa cuộc đời đầy những thử thách, đầy sóng gió, những mênh mông của biết bao nhiêu thứ phải đối diện, chúng ta phải để cho lời Chúa thấm thía, phải để cho lời Chúa luôn luôn sống, luôn luôn hướng dẫn, luôn luôn dạy dỗ mình. Noi gương Đức Trinh Nữ Maria, người đã không ngớt để cho Chúa sống với mình, để cưu mang Chúa trong lòng dạ mình, để đến nỗi mẹ trở thành hòm bia của Chúa như vậy. Mỗi người chúng ta nếu không được như mẹ thì cũng ít ra cố gắng theo chân của mẹ, để ước mong một ngày kia khi những lời mà chúng ta đọc trong khi mình lần chuỗi đó, chẳng hạn như tối nay lúc 7:30 mình tập trung tại đài Đức Mẹ,
mình lần chuỗi, thế nào chúng ta cũng thốt lên rằng Đức Chúa Trời cho Đức Bà lên trời, xin hãy ban cho chúng ta được thưởng cùng Đức Mẹ trên nước thiên đàng. Thì ước mong lời mà chúng ta cầu nguyện không là lời sáo rỗng trên môi miệng của mình, mà là lời xác tín để ta sống với Chúa như Đức Mẹ, thì rồi ta cũng sẽ được ân thưởng như Đức Mẹ. Rất mong những việc đạo đức mà chúng ta làm để vừa tôn thờ Chúa, vừa kính mến Đức Mẹ, và nhất là lời của Thiên Chúa khắc ghi trong cuộc đời mình, được chúng ta dùng như kim chỉ nam, như chiếc la bàn dẫn đường dẫn lối cho ta đi về phía Chúa, đẹp lòng Chúa. Nguyện xin Đức Mẹ Maria, người mẹ tuyệt vời và là thụ tạo ưu tú của mọi loài thụ tạo, cầu bầu cho chúng ta. Mẹ đẹp lòng Chúa, chắc chắn lời cầu nguyện của mẹ cho dành cho con cháu, dành cho con cái của mẹ nơi trần thế này, chắc chắn được Chúa nhận lời, được Chúa đoái thương, và nhờ đó tất cả chúng ta cũng có thể hy vọng mình một ngày kia khi đi qua cuộc đời này sẽ nối gót với mẹ mình đi vào thiên quốc, hưởng vinh phúc như mẹ vậy.